Mới tắm ấy vậy? Dạ, mới tắm. Đẹp trai quá ha. Bữa nay qua thăm Út nè. Bóp vô Út. Thấy sao nó cũng không có giảm gì nhiều hết trơn á chú ơi. Vậy hả? Dạ. Tức là vẫn còn chóng mặt hay sao? Còn chóng mặt, đau đảo hoài. Dạ. Chóng mặt, đau đảo. Út có uống thuốc không? Có uống thuốc rồi đó. Mà sao thấy nó không có giảm gì được nhiều hết trơn. Vừa hổm nghe Út nói là mình bớt bớt rồi mà Út. Bớt bớt vậy đó mà sao giờ làm lại nữa hay sao? Làm lại nữa gì. Mấy bữa gài nó cũng cứ trao đảo hoài. Nó xây sẩm, xây sẩm. Khi mà mình nằm xuống thì nó khỏe hả? Nằm thì nó khỏe. Mà đứng lên mà đi cái là nó giống như muốn té vậy sao? Dạ, đứng lên đi là nó xây sẩm, nó chóng dáng, nó lắc quá. Bởi vì gán gượng đi vô đi ra đang làm công chuyện này kia là lo cơm nước cho cô Lượm đó chú à. Lượm nhà có phụ mẹ gì không Lượm? Hả? Có phụ tiếp mẹ được gì không? Có. Làm gì? Bán cà phê, bưng hai ly nữa. Vậy hả? Biết nấu cơm không? Cơm thì cứ mẹ dạy nó mới biết nấu. Ừ. Thì để đi, bây giờ mấy ông đang lên tới cho em có học cái người đàng hoàng đi mới được. Có cái người đàng hoàng đi rồi, trong này cứ vợ về mới nấu cơm cho vợ ăn được. Chứ vợ chứ mà không có người là cứ vợ về không biết nấu gì ăn nữa. Cái gì cho đàn bông vô bà luôn chứ vậy, đó nó không chịu luôn. Chưa biết nấu cơm nữa mà học nghề gì? Chắc coi lắm. Phải học nấu cơm mới được. Mình học, mình học được, mình tập á. Tập hỏi mẹ kìa, mẹ chỉ cho. Làm sao này thì đỡ mà mẹ chỉ cho con làm cũng là nấu cơm, đỡ mà con làm cũng có vợ được. Tới từng đi lãnh thuốc vô. Tới là thứ hai tới là lãnh thuốc đi. Bữa nay hay mai? Bữa thứ hai tới chú. Bữa thứ hai tới hả? Dạ. Dạ, là mình lãnh thuốc là ở đâu? Thì xuống nói ổng coi mình uống nó không có giảm gì đâu, coi bác sĩ nó có đổ thuốc lại cho mình không. Ở dưới Long Xuyên hay là? Ở dưới Long Xuyên á. Bệnh viện lớn luôn hả? Cái này là lấy bác sĩ tư ở ngoài á. Tư ha, dạ. Tư mà không giảm luôn. Dạ. Tại vì thường thường thuốc tư là nó hàng nhập nó tốt hơn á. Cũng không giảm luôn hả? Dạ. Thì có bà con chỉ đi ra bệnh viện 115 á, người ta điều trị cái này là hết cũng nhiều người lắm đó. Út qua đi chiếm đi Út. Dạ. Chứ để bệnh đi hoài rồi không có sức khỏe, sao lo cho làm đây. Nói gì? Rồi thường thường á là nó bị cái giờ nào Út? Sáng thức chị là nó khỏe dây lát là tầm 7 giờ mấy 8 giờ nó làm hoài tới chiều tới tối vậy đó chú ơi. Tới chiều tối luôn hả? Dạ. Giấc tối giờ nếu mà đi mình đi ngủ mình nằm xuống thì nó khỏe ha. Nằm xuống thì nó khỏe. Giống như là khi mà mình đi đứng cái máu nó không có lên não nhiều á. Dạ. Cho nên là nó bị gối loạn nó chóng mặt. Dạ. Lên trọng rồi con ơi. Đi khám thì bị là bác sĩ nói là thiếu máu hả? Với não yếu hả? Suy nhược não. Thiếu máu não rồi nó gây gối loạn tiền đình. Đau quá, uống thuốc hoài mà không hết gì trơn. Gối loạn tiền đình rồi. Suy nhược não ha. Dạ. Ngày xưa không có ha. Từ lúc mà cha của bé Lợm mắc là bị tới giờ luôn. Dạ. Chứ xưa mình không có bị ha. Hồi xưa là bình thường măng bình thục như không có gì hết trơn chú ạ. Gặp công chuyện là ham làm lắm, mua bán không nghỉ buổi nào hết trơn. Cấp ông mắc tới giờ sao mà nó suy sụp tinh thần nữa, nó bệnh hoạn hoài. Và từ lúc đó là mình nghỉ bán hủ tiếu chay luôn đó ha. Dạ, ông mắc là nghỉ luôn tới giờ. À, vậy là cái cuộc sống của mình là hàng ngày là hàng tháng là mình phải nhờ vào cái đồng tiền của con trai thứ hai mình gửi về cho Út hả? Dạ. Một tháng gì là tên con trai của Út là tên gì không quên rồi? Ngô Minh Chiết. Chiết ha. Dạ. Là gửi về được nhiêu cho Út? Một tháng này nó gửi 2 triệu. 2 triệu hai mẹ con sống một tháng trời ha? Dạ. Một tháng gửi về 2 triệu. À. Vậy rồi tiền điện, tiền nước nội lặt vặt thôi là nó hết rồi. Dạ. Ăn cũng đắp đổi chứ đâu có đủ rồi chú ơi. Dạ. 2 triệu rồi nói chung là không có đủ cho hai mẹ con sinh hoạt rồi tiền thuốc của Út hàng tháng nữa. Dạ. Chung thì bây giờ cũng đang khó khăn ha. Dạ. Mình lấy thuốc vậy là một lần vậy là bao nhiêu? Bà hổm đi xuống bác sĩ tư lấy một lần vậy là 900 ngàn hai tuần uống. Dạ, vậy là nửa tháng là 900. Dạ. Nửa tháng 900, một tháng là 1.8 triệu rồi. Dạ, đi tiền xe nữa thì chạy ra 2 triệu hơn 2 triệu rồi. Dạ. Đi là Út đi xe gì? Đi xe đò người ta chở đi nè. Mình đi xe lớn được không? Đi xe lớn là mình phải đi xe buýt rồi đi xuống dưới rồi cũng mắc đi xe ôm lại cho nhà bác sĩ tư nữa chú ơi. Dạ. Giờ thấy vậy thôi kêu người ta chở đi cho thẳng tới nhà luôn, mình khỏi đi xe chèn. Dạ. Giờ bệnh lớn tuổi thì nhiều bệnh quá. Dạ. Rồi nếu mà như vậy rồi nữa thì sau này thí dụ như Lợm đám cưới nè, mình có suy nghĩ gì không Út? Thí dụ như sau này mà Lợm với bé Tiên mà hai đứa mà nó thành đôi á, mình có suy nghĩ gì không Út?
suy nghĩ là chú ơi biết sao đây, hai đứa nó thành đôi không biết nó có làm gì được, nó sống không nè chứ. Thấy cũng gầu lo, nhiều khi suy nghĩ ngủ không được nữa. Thấy ngựa mình nói khờ vậy rồi biết bên bạn bé Tiên á, có thương thật lòng mà để gả bé Tiên cho nó không? Dạ, giả được đó. Cha mẹ vợ cho tặng lại, tới giờ tặng mới đứa con rồi đó. Cha mẹ vợ gì Tư đồng ý, nhưng mà bên có bên nội với bên ngoại có số người không đồng ý em kìa. Chắc là vậy. Vậy bên nội không đồng ý hả? Chỉ có một số chứ không phải là không phải là không đồng ý hết. À vậy hả? Ừ. Tại vì vấn đề của lộm á Út. Tại vì cũng người ta cũng có ý kiến như vậy đó, rồi sợ là sau này là bé Tiên sẽ khổ. Dạ. Đó, thì khi mà ưng lộm như vậy đó. Thì ta thấy cái lộm khờ không có làm được cái gì ra tiền, ta gả bé Tiên ta cũng sợ bé Tiên khổ. Mình cũng gầu cũng lo vậy. Vì Út thì ở bên đây là như là cái nhà mình là nhà ngay nhà mặt tiền nè. Rồi Út thì cũng có cái nghề mà nấu mì hủ tiếu chay đó, thì mình cũng có nghề đó, giờ mình có thể là mình truyền lại cho con dâu á, rồi cái buôn bán theo Út mình suy nghĩ như thế nào Út? Nó cho thấy cái làm cái nghề đó cũng cực lắm chú ơi, mà không biết truyền lại rồi dạy nó đây, không biết nó có chịu làm không đây chứ. Rồi thức nổi không ha, cái đó chắc là con nghĩ chắc thức khuya lắm không? Thì tầm 4 giờ thức mà bán buôn rồi bưng bợ này kia rồi về rửa gáy rồi thấy cũng cực lắm. Dạ. Mà chỉ nó ở đây là biết nó có chịu làm hay là không. Dạ. Mình cũng đang lo. Cửa trơn rồi, má nó gì nó cũng cửa thôi. Tại bé Tiên thì cũng không gọi là lanh lợi như người ta, cũng hơi khờ đó. Dạ. Lộm thì đây thì bưng được một hai tô, vài tô thì ở gần đây chứ, nếu mà ở xa chắc không chạy xe đâu, được đâu rồi. Đâu có bưng được đâu. Chỉ gần ở đây thôi. À, má anh ơi, má anh, bây giờ để anh nói cho má nghe nè. Hồi nãy lúc hồng bé Tiên còn lại đó, mà biết bé Tiên nói gì với em không anh? Nói bữa nào anh đi ra bển thì anh em dẫn anh đi ra đồng đi bể cầm na chơi. Em mới hái có bông bị cà bá luôn, mà bữa nào ra bển thì dẫn ra đồng chơi quay về clip. Mà không biết có dẫn không nữa. Vậy đó hả? Chắc thì làm cân xăng luôn á, chứ không dẫn luôn, mới hỏi chủ xong rồi đó. Thôi thôi, bây giờ mình nói chuyện đây đi. Bây giờ trường hợp như vậy rồi lộn suy nghĩ sao lộn? Chuyện nghĩ hả? Ừ. Giờ phải kiếm cái gì làm cho ra tiền á. Đỡ có tiền mình đưa nó tiền. Chứ bây giờ chưa biết nữa, mình đừng kiếm giờ để cho mà làm được làm. Chứ bây giờ mang vợ bây giờ giả chơi đó mà không biết cái gì, không có việc gì làm nữa. Tính làm gì em? Tính làm gì? Đi làm cây xăng đi. Xăng sai mướn. Hai mướn. Ông chủ mướn. Làm cây xăng là làm sao? Giờ vô có ông bơm dầu rồi đó. Tao đổ 50 ngàn bơm cho bơm bóp một chừng nào đầy bình cho tao thôi phải không? Dạ. Nhưng mà đừng có chàng thôi. Bóp gì vậy? Lấy tiền nhà đắp cho luôn á. Dạ. Nhưng mà ông hai trả lương tháng 5 triệu. Nhưng mà tao cố gắng làm học hỏi. Mà tập dễ kén mà. Là biết ướp kén nè, giờ nấu cơm nè, đặt đồ nè, coi đồ nữa, học cái thứ nào đó. Giỏi quá ha. Còn mướn làm được, mướn làm được thì mất tiền mới tiền được. Ừ. Làm cứ ngỡ mới có tiền đó. Thì có tiền thôi, bây giờ cứ dựng cái bước tiền giữa đi. Biết làm ra tiền mới cứ vợ được, còn không làm ra tiền là cứ vợ đâu có được đâu. Từ trời. Ba, mình đàn ông là mình phải nuôi vợ đó. Ba, ví dụ 5 nữa là tôi với bé Tiên bây giờ là thành đôi rồi đó. 5 nữa rồi đó. Thôi mà bây giờ hỏi kỹ cho em nè, bây giờ em biết làm cái gì mà để nuôi vợ không? Biết. Làm gì? Tập nấu cơm. Tập nấu cơm. Tập giữa chứ. Lao nào quét là để chiếu chăn mùng. Vậy rồi tiền đâu nuôi vợ? Thôi đó. Ai trả tiền? Không ai trả mà. À đó, không có tiền sao nuôi vợ được. Cứ mình làm ở ngoài, không có tiền lợi, lần nào không có tiền hả? Ừ. Rồi tao vô kiếm có công việc gì làm cho nó ra, có đồng tiền cái gì. Đúng rồi. Em có biết buôn bán gì không? Bán chú trai. Chú trai hả? Ai nấu? Một mà mẹ nói bán lại bưng. Mẹ bây giờ mẹ yếu rồi kìa, mẹ bệnh rồi kìa. Rồi để cho có dáng cho mới có giảm bớt à, nhưng mà để cho là khỏe trong cái đầu, như là có đầu có mặt dù nào khỏe là có mặt là mình mở quán mình bán lại. Có mặt đầu chưa, con có tiền có ba nó tụ luôn. Thì cứ đến bán lận bưng. Em biết sao mà mẹ mau hết bệnh không? Đâu. Em cố gắng lo làm có tiền. Làm tiền gì đó có tiền rồi mẹ mới không lo cho em mà mẹ mới không bệnh. Bệnh của mẹ là cái nguyên nhân của em gây ra đó. Lo cho em á, biết làm gì hả? Em không biết làm gì mà thì, cứ vợ cho em đây nữa rồi về nhà rồi mai mốt sợ hai cho cào chồng cơm không lành canh không ngọt đó rồi nó sẽ buồn lòng cho mẹ nó. Bây giờ thì em yêu chỉ biết em thương thôi. Dạ. Còn cứ vợ về là còn rất là nhiều cái công việc để lo. Thứ nhất là lo cho mẹ già nè, còn thứ hai nữa là lo cho vợ nè, rồi mai mốt đẻ con ra nữa rồi lo làm sao nữa nè đó. Bây giờ tính tính tới chỗ đó chưa? Cái chuyện này là cái chuyện quan trọng cả cuộc đời đó nha lộm. Dạ.
Chắc là vợ nó để con ra đó hả? Ừ, để cụ lộng con ra đó, lấy gì nuôi cụ lộng con nữa hả? Rồi lấy cái gì nuôi nữa hả? Ừ. Bây giờ tôi kiếm công việc làm cho nó kiếm tiền cái gì? Ừ, làm gì? Công việc thôi, bây giờ mình thôi bây giờ để cho mẹ có dáng vẻ cho mình đi là bán hủ tiếu lại đi, bây giờ biết làm sao giờ? Không lẽ mẹ nấu bán hủ tiếu nuôi hoài? Phải có cần với bé Tiền phải làm chứ, nữa sau này thí dụ như hai đứa mà thật sự mà thành đôi với nhau á là hai đứa phải nuôi mẹ chứ, chứ không lẽ để mẹ nuôi hoài. Thấy gì chứ khó khăn lắm nha con, suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ nghe hả, cứ bé Tiền nha, thấy gì chứ khó lắm. Ừ, mà không ra tiền là làm nuôi không có nổi vợ con đâu. Mẹ cưng đang đậu kìa đó. Cứ là được rồi đó, cứ vợ cho cưng là được rồi đó, nhưng mà về nhà có biết lo gì hay không, có biết làm gì hay không, lỡ hai đứa cứ về có diện này chuyện nọ rồi cái nó đổ vỡ thì tội nghiệp cho hai bên, thấy không? Tội nghiệp ta. Ừ. Tội nghiệp cho hai bên. Ừ. Tội nghiệp ta vợ, tội nghiệp vợ, tội nghiệp vợ đó. Tội nghiệp út nữa, út lo cho cưng nè. Dạ. Ừ. Giờ vậy là nếu mà sao mà có dụng mà hai đứa sao này mà thành đôi là má anh tính làm sao không? Hai đứa thành đôi là má anh tính làm sao chứ hai đứa em? Bây giờ mấy anh YouTube nuôi hai đứa luôn được không? Dạ, dạ, dạ. Nó giờ nói rồi. Được phải không? Được. Rồi, được rồi, nuôi luôn. Được, trăm. Mấy anh là chỉ quay em với bé Tiên rồi hai bên quay cho bà con xem thôi, còn mà cái chuyện quyết định là hai đứa, cái chuyện quyết định trong cuộc đời của mình là do hai đứa quyết định chứ mấy anh không quyết định được ha. Tại vì cái chuyện của hai em làm là hai em bất chuyên lĩnh hả? Ừ, đúng rồi. Hai bên gia đình suy nghĩ cho kỹ chứ mấy anh không có quyết định được, mấy anh cũng không có lời nào nói được hết trơn á, do hai đứa quyết định thôi ha. Cái chuyện mà cứ vợ là luôn mà trong là hai đứa mà nó thành đôi là phải kiếm việc làm. Bây giờ làm gì đâu? Làm gì? Không, giờ là để em ra cửa xăng em hỏi ông chủ coi là bây giờ mới được cho bán xăng không, rồi hỏi ông chủ chưa mới rồi chưa làm. Còn có gì mà từ lên thắng nguyên 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 rồi trả đi qua khỏi đi qua quê. Trả lương thắng năm. Hiện tại là bây giờ là mình cũng tuy là mình bệnh bị rối loạn đầu óc, cái não mình yếu như vậy rồi, đôi lúc mà giấc tối mình cũng nằm đêm mình suy nghĩ là không biết lần lần sau này nếu mà có vợ có con rồi như thế nào không? Cũng suy nghĩ biết suy nghĩ đó. Hoài luôn chú ơi, nó biết cô Lượm nó có gia đình đây rồi, biết như thế nào mà để nó làm được có dạ. Cuộc sống ở đây này chứ. Mà sao lại nữa bây giờ em một mà bây giờ tới mới mầm nghe à. Mầm nó mà tâm nữa là tới lại trời ba tháng nữa cá lại tâm nữa là em có gia đình rồi. Má. Em có gia đình luôn rồi đó. Tới nay là muốn vợ gì lắm, muốn vợ gì lắm cái gì. Muốn vợ tới não rồi chứ. Muốn vợ về rồi biết hữu hỷ không rồi, cái quan trọng nữa. Ừ, quan trọng là biết hữu hỷ không đó. Biết đồng phòng luôn. Ừ. Đó, lộn gì thì vô tư gì đó. Ê, chứ, con, giờ này em mến lộn vô tư. Má anh, cái gì? Bữa đó mà vợ em là nói là ủa mà có vụ mà sao mà là ủa mà nói với bà vợ em là để cho bác Tương học người đàng hoàng cái gì? Cho nó học cái người đàng hoàng cái gì đó. Học người là cho nó đi làm móng đi, quên làm móng mà không có làm móng được. Làm móng từ cũng mất nữa, có tóc cũng từ hết nữa, nhưng mà bán không chút trai từ nhiều. Cứ về sao lại mà dạy cho nó nè. Dạy từ cho nó không biết lúc nữa. Đó. Thì có một số khán giả nói hai đứa làm đâu thì sẽ giúp đỡ cho mua bán tập quá với gạo rồi đó. Cũng được đó, mua bán tập quá cũng được, dễ sống rồi đó. Bé Tiền học uống tóc gọi đầu rồi làm tại nhà. Thì cái đó là ý kiến của khán giả nè. Còn trong cuộc bé Tiền chịu cụ Lộm là về đây là có chịu làm dâu hay không, là cái đó là chuyện của bé Tiên với cụ Lộm, thấy không? Dạ. Thì đó là một chuyện khác nữa. Đó là một chuyện khác nữa nè. Cái đó là chưa biết được rồi, bé Tiên nó có chịu làm không đó chứ. Cụ Lộm, cụ Lộm thì cũng như là bỏng không rồi đó, không biết làm gì rồi đó. Đó, bây giờ mình bây giờ đi. Nếu chịu cụ Lộm với bé Tiên mà được cụ Lộm thật lòng thì hãy học những cái nghề nào đó phù hợp với gia đình của Út mà về đây. Sống ở đây thì ở nhà đây cũng có mặt tiền, nhà cũng rộng, rồi gia đình xứng xích làm ăn ha. Cái đó là bé Tiên chân thật lòng. Còn cái chuyện mà bé Tiên chịu về đây làm dông hay không là một chuyện khác nữa, thấy không? Dạ. Nhưng mà cái chuyện mà bữa Tiên về đây làm dông á, mà má bữa đó quay là bị dở ra, bị dở em á. Nó nằm ở là tóp vô không? Nó có là bột luôn. Mà không biết bụng sao nữa. Không biết bụng con sao nữa. Không, nếu mà bé Tiên thật lòng thì bé Tiên sẽ chịu khó. Dạ. Thức khuya dậy sớm rồi chịu khó mẹ dạy cái gì là phải học nấu nướng hay nấu cơm này kia để sau này khi mà giờ làm dâu sẽ biết người ta. Đúng rồi đó. Dạ. Nếu mà bé Tiên thật lòng mới được, còn mà cũng như thấy lòm khờ gì rồi có người mẹ mà đau ốm gì hoài nữa thì không biết là ai chịu vô làm dâu nổi hay được không, ta cũng suy nghĩ lại. Thì ra bé Tiên á, cho bé Tiên làm dâu thôi, cứ gì ta làm dâu được rồi, cứ mà để cho bé Tiên nó có người đàng hoàng.
bây giờ biết ra bây giờ cho nó không có ngờ uống đắp trả ngờ được không anh? Nghĩ sao có ngày là được. Có cái ngày là được rồi. Có ngày được ha. Bây giờ cho nó uống đắp trả ngờ mà ơi mở tiệm trả ngờ cho nó làm thoải mái nè. Còn thằng đạo của anh thì là ngồi ở không thì cho nó làm nhé. Rồi sau này không biết là cứ vợ về lo cho người ta được không nữa. Ông này được cho không, em ra được, em ra được. Để lo không được đây, anh hai mắc lo chùm quá luôn á. Ừ, không phải cứ vợ về cho anh hai luôn. Luôn. Anh hai luôn. Ừ. Cũng làm chứ mấy tiền ở bên đây thì anh hai lo. Đúng. Còn giờ em bển thì ba mẹ vợ lo. Đúng. Được không? Được không? Được, được. Đang đâu phải là vợ không, chứ có đồng ý không á. Đồng ý mà, nói về bển anh lo luôn mà. Ừ, về vợ, nó cứ về bệnh nuôi cụ lợm luôn. Nữa đẻ cụ lợm con cho bà ngoại nuôi. Cho bà ngoại nuôi đúng không? Còn có dụng người thôi thế mà, có nữa bà mẹ vợ quá, thì họ lâu lâu lâu, thì khá nữa, nói chung là đi bệnh chơi. Có thời gian thì chủ ngập đi bệnh chơi, thứ hai phải làm lệnh. Về lúc 5 giờ sáng thôi. Nhưng mà về đó, đừng có bỏ lại cái quần. Chứ đừng có chốt về ban đêm nữa nha. Chốt về ban đêm là để lại cái quần nữa đó. Người chưa nói đó, tìm tiền của tôi. Mà ví dụ mà sao này là cụ lợm nè, cụ lợm thần. Chứ tới tư mà sao này thành tên mà không biết làm sao nữa. Thời thơ 100 đi. Trời ơi mà trái tôi là tránh sao ơi. Độ tuổi là tránh 20 tuổi với 100 mới được. Thằng trai mới có 17 tuổi 19 rồi ơi. 20 tuổi với 100 mới tránh giả được. Độ tuổi là bụp luôn ha. Độ tuổi bụp luôn mà. Bây giờ 100 đi với phải nói với ba vợ với bà lưu vợ em á. Là phải giả tới tôi tên. Đó. Nói gì đi. Nói với bà vợ. Quá lành nè. Quá lành. Quá lành cái gì cũng biết hết trơn. Gì chứ. Bà tiền nói chuyện không lợi lộm luôn á. Em nói thắng tới cờ băng có tư luôn á. Nói chiều 1, 2, 3 tắp vô. Giờ không. Đó. Em không có tiền là có tiền không lệ em luôn. Sắp vô là không gì thôi đó hả? Không lệ chứ làm kiếm lệ thôi. Chứ không có làm gì chơi á. Rồi vậy thôi ha. Bây giờ mình chút xíu mình đi mua đồ sao ha. Dạ. Bây giờ mình kết thúc clip này. Thì cảm ơn tất cả mọi người. Như dạ, là bà con cô bác đã theo dõi kênh của Phạm Đình Chí 10 Vlog. Dạ. Nếu có coi clip lệnh thời thì có tiền thì bấm cho Phạm Đình đăng ký một đai chứ đăng ký. Chứ bắt nào có coi lệnh thời thì bấm vô lệnh thời. Đăng ký một đăng ạ. À rồi thì cũng thay mặt hai mẹ con thì cảm ơn chị Linh ở nước ngoài rất là nhiều đã hỗ trợ giúp cho gia đình, giúp cho mẹ của Lợm làm cái hàm răng mới, rồi giúp cho Lợm mua đồ một chút xíu nữa là em sẽ đi mua. Đó thì bây giờ em sẽ kết thúc cái clip.